Chúng ta sẽ làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2009-2010. Đề bài như sau. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các lọ riêng biệt mắt nhãn có chứa dung dịch glucose, dung dịch sắc calo, dung dịch axit acetic và nước. Như vậy trong bài toán này người ta cho chúng ta như sau. Đầu tiên là glucose. Hai là sắc calo. Cái thứ ba là axit acetic. Và cuối cùng của chúng ta là nước. Rồi, glucose chúng ta có công thức là C6H12O6. Sắc calo là C12H22O11. Axit acetic là CH3COOH. Thì bạn nghe kỹ. À, trong hóa hữu cơ thì chỉ có một chất làm đổi màu quỳ tím được, đó là axit acetic. Được chưa? Như vậy đầu tiên em sẽ dùng quỳ tím để nhận biết. Cái đó glucose không nè, sắt không nè. Axit acetic là quỳ tím chuyển sang màu đỏ, còn nước không nè. Được chưa? Để nhận biết glucose thì bạn học ở trong chương trình hóa lớp 9 rồi, để cho các bạn nhớ lâu và khắc sâu. Thầy xin phép cho các bạn review lại một tí. À, chúng ta sẽ review lại cái bài glucose học chương trình hóa lớp 9 đây. Glucose chấm 12 đây. Em ơi. Rồi chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy được tính chất học của glucose này. Glucose chúng ta có tất cả là bốn tính chất. Tính chất đầu tiên là phản cháy. Tính chất thứ hai là tác dụng bởi COOH hai lần để tạo dung dịch màu xanh đậm. Và vấn này chúng ta dùng để nhận biết glucose có trong nước tiểu của bệnh nhân bị tiểu đường. 2.3 chúng ta đó là tác dụng của AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng. Bản chất là glucose sẽ lấy hết oxy của Ag2O để tạo thành C6H12O7, thằng này là axit gluconic. Cộng cho bạn, đi em. Ứng dụng thằng này là dùng để phấn này gọi là phấn tráng gương, tức là nó tráng vào mặt sau tấm gương gọi là phấn tráng gương. Và nó có thể dùng để nhận biết glucose có trong nước tiểu của bệnh nhân tiểu đường. Được chưa? Và phần cuối cùng đó là lên men rượu để tạo thành rượu ethylic và khí carbonic. Ở trong tính chất hóa học của glucose thì có hai tính chất đó là 2.2 và 2.3. Được chưa? Là dùng để nhận biết nó. Thông thường ở đây chúng ta sẽ dùng Ag2O trong môi trường NH3. Được chưa? Em ghi rõ là AgNO3 trong môi trường NH3 nhưng khi ghi phân định là ghi Ag2O. Được chưa nhỉ? Để dạng tiếp. Rồi, như vậy để nhận biết glucose thì chúng ta sẽ dùng Ag2O trong môi trường NH3 đun nóng. Cái đó nó tạo thành axit gluconic C6H12O7 cộng cho 2Ag cái tủa. Như vậy, đầu tiên chúng ta đã nhận biết được axit này, nhận biết được glu này. Nước của chúng ta trong hóa hữu cơ thì sẽ là nhận biết sau cùng. Được chưa bạn? Rồi, để hiện nhận biết được sắc calo thì thầy sẽ nhắc lại cho bạn tính chất của sắc calo. Em ơi, sắc calo chúng ta tính chất khá là khiêm tốn, nó cũng có bốn tính chất. Tính chất đầu tiên là cháy, cháy thì cũng nên nhận biết được rồi, vì tất cả hợp chất hữu cơ đều cháy. À, tác dụng với COOH hai lần để tạo ra dung dịch màu xanh đậm và vẫn là dùng để nhận biết sắc calo. Thị phân thì không có dấu hiệu nhận biết em nha. Thì phân trong môi trường axit để tạo ra glucose và fructose. Hoặc là chúng ta cho nó tác dụng với H4 đặc, được chưa? Nhưng mà dung dịch tác dụng H4 đặc thì hơi khó. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng COOH hai lần là chất cái tủa màu xanh. Nếu chất nào mà hòa tan được COOH hai lần cái tủa màu xanh tạo ra dung dịch màu xanh đậm thì thằng đó là sắc calo, được chưa? À, nãy mình học cái nghiên cứu rồi. Trong cái phần glucose thì glucose chúng ta cũng có tính chất này. Do đó ở đây chúng ta không dùng COOH hai lần trước. Ag2O trong môi trường NH3, hiểu chưa? Như vậy đây mà sử dụng đó là COOH hai lần cái tủa màu xanh. Như vậy thằng này tạo ra dung dịch màu xanh đậm. Bây giờ là gì? Là sắc calo. Nhận biết được sắc calo còn lại là nước. Cái kiến gì không em ơi? Rồi trong trường hợp này không, em nghe nên hiện tượng thôi, còn phương trình trong hóa cấp 2 chúng ta không đề cập, ngay cả cấp 3 cũng vậy.
Ok cho em. Trong trường hợp này thì em chỉ ghi cho thầy đúng có một cái phương trình là glucose với AG2O trong môi trường nữa, bao đúng lắm thôi. Được chưa em ơi? Rồi, như vậy bạn từ từ ghi lời được không ạ? À? Vậy thôi nha. Còn nếu ở đây bạn có thể dùng cách khác, đó là bạn có thể dùng gì? Chúng ta dùng phương pháp nếm. Nếm thử này. Nếu mà thằng nào có vị chua, thằng đó là giấm ăn, acetic. À, thằng nào không có vị gì đó là nước. Hai thằng có vị ngọt là glucose và saccharose. Sau đó mình sẽ cho do dùng AG2O để nhận biết, được chưa? Nhưng nếu mà nói như vậy là chúng ta mất đi một cái bản chất, đó là phương pháp học, hiểu chưa? Được chưa bạn?